từng là một trong những sinh vật lớn nhất và nặng nhất từng xuất hiện trên trái đất. Argentinosaurus hiện là một chi khủng long chính quan trọng trong thế giới khoa học. Nó không chỉ được các nhà cổ sinh vật học quan tâm, nhiều nhà khoa học khác đã tập trung nghiên cứu về hình dáng và lối sống của nó. Hệ thống cơ xương của nó có ý nghĩa đặc biệt vì nó làm sáng tỏ cách thức hoạt động về các cấu trúc như vậy ở các loài động vật có xương sống khác. Người ta đã tranh luận từ lâu về việc liệu đây có phải là một sinh vật trên cạn lớn nhất thế giới mà chúng ta từng biết hay không. Nhưng việc thiếu một bộ xương hoàn chỉnh khiến câu trả lời chính xác là không thể. Mặc dù vậy, các nhà khoa học cũng đã có những khám phá khác về loài Argentinosaurus này. Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhìn lại những khám phá quan trọng này nhé. Nghiên cứu đầu tiên. Argentinosaurus nổi tiếng vì là một loài khủng long khổng lồ và nó thực sự khổng lồ ngay cả trong những loài sauropod khác. Tuy nhiên, vị trí này được biết đến từ những mẫu vật chưa hoàn chỉnh nên kích thước vẫn chỉ là ước tính, vì không có cách nào để các nhà khoa học cung cấp cho những người đam mê khủng long con số chiều dài hoặc trọng lượng chính xác 100% cả. Xét cho cùng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì nghiên cứu về thời tiền sử của thế giới chúng ta chứa đầy những giả định và suy đoán. Vậy câu hỏi đặt ra là những loài khủng long Argentinosaurus lớn đến mức nào? Một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về sinh vật này được thực hiện bởi Gregory Scott Bowe vào năm 1994. Nhà nghiên cứu về sinh vật học người Mỹ này đã minh họa loài Argentinosaurus có chiều dài từ 30 đến 45 mét. Vào năm 2013, một số nghiên cứu kết luận rằng Argentinosaurus lớn hơn nhiều, dài 39,7 mét và có chiều dài ở vai là 7,3 mét. Hãy tưởng tượng rằng chỉ có xương đồi của Argentinosaurus đã dài đến 2,5 mét, tức là hơn cả một chiếc giường kinh. Hoặc là có thể nấu được 50 nồi này. Mẫu vật gốc bắp chân dài 1,55 mét khi ghép lại với nhau, chúng sẽ tạo thành một cái chân dài khoảng 4 mét, trọng lượng ước tính khoảng 80 đến 100 tấn, mặc dù sau đó nó giảm xuống còn 60 đến 88 tấn với mức trung bình là 73 tấn. Các nghiên cứu khác đề xuất những con số tương tự, dao động từ 50 đến 100 tấn. Vì không có cách nào để xác nhận kích thước của nó nên câu hỏi liệu Argentinosaurus có phải là một loài sauropod lớn nhất hay không vẫn chưa được biết. Nhưng có một số thông tin gần đây cho rằng nó chỉ xếp sau loài Amphicoleus, khi loài này dài từ 35 đến 40 mét, nặng từ 50 đến 100 tấn, cao khoảng 7 đến 15 mét. Các thành viên khác của nhánh Loncosauria bao gồm Argentinosaurus cũng to lớn và nặng nề như vậy. Ví dụ như Phuntaloncosaurus có thể dài đến 30 mét. Điều này cũng tương tự đối với Pathagotitan, được ước tính có chiều dài từ 30 đến 40 mét và có trọng lượng từ 50 đến 80 tấn. Không có gì ngạc nhiên khi nhánh Loncosauria nổi tiếng và luôn được nhắc tên trong các loài khủng long nặng nhất và lớn nhất từng bước đi trên hành tinh của chúng ta. Nơi sống và phân bố. Một số hóa thạch Argentinosaurus được tìm thấy ở Argentina thuộc tỉnh New Quin. Địa phương này hiện được gọi là hệ tầng Huincul của phân nhóm Rio Limay và hiện tại là một phần của nhóm New Quin. Nơi này có thể là một hệ sinh thái khô cằn vào cuối kỷ phấn trắng khi loài Argentinosaurus còn sống. Nơi đây có lẽ đã từng có những dòng suối theo mùa hoặc phù du, bao gồm các sa thạch màu xanh lục và màu vàng được lắng động như một hệ thống thoát nước của hệ thống sông ngòi. Nghĩa là một mạng lưới kênh sông đã được ngăn cách bởi các hòn đảo. Mặc dù được coi là một hệ sinh thái có phần khô cằn, nhưng hệ tầng Huincul có vẻ ẩm ướt hơn hệ tầng Candeleros. Hệ tầng này đã hỗ trợ sự phát triển cho các loài thực vật như rêu tảng, dương sĩ, rêu rừng, thực vật hạt trần và thực vật hạt kính. Hành vi và chế độ ăn uống. Vì Argentinosaurus là một loài khổng lồ, nên có lẽ bạn đang thắc mắc nó di chuyển, tìm kiếm thức ăn và tốc độ như thế nào phải không? Chắc hẳn việc đi lại thôi đã phải tốn rất nhiều năng lượng, chứ đừng nói đến việc chạy. Các nhà khoa học tin rằng cổ của nó dài chính xác là để tiết kiệm năng lượng và hạn chế chuyển động cơ thể. Kích thước lớn và cổ dài cho phép chúng ăn nhiều loại thực vật khác nhau, đặc biệt là những loài mà các loài động vật ăn cỏ khác không thể tiếp cận. Việc thiếu khả năng nhai chỉ cải thiện kỹ thuật cho ăn tiết kiệm năng lượng. Các loài sauropod này cũng được cho là có khả năng lưu trữ thức ăn bên trong đường tiêu hóa của chúng trong thời gian dài hơn. Điều này sẽ hạn chế thời gian tìm kiếm thức ăn và bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Một số nghiên cứu dựa trên mô phỏng máy tính sử dụng một con khủng long nặng 80 tấn cho thấy nó có thể đạt tốc độ tối đa chỉ 7,2 km/h. Một vấn đề nan giải lớn khác liên quan đến loài sauropod khổng lồ này là tư thế cổ của chúng. Chính xác thì loài Argentinosaurus đã giữ được chiếc cổ dài đáng kinh ngạc của mình như thế nào? Nó được giữ theo chiều dọc, chiều ngang hay uốn cong lên trên hay xuống dưới?
Nhiều hình minh họa cho thấy chúng luôn ngẩng cao cổ, nhưng nhiều nhà khoa học đặt câu hỏi về cách miêu tả này, cho rằng tư thế như vậy sẽ làm tăng nhu cầu của tim. Thật không may, vẫn chưa có giải pháp chính xác cho vấn đề nan giải này cho đến khi có những phát hiện khác trong tương lai. Vòng đời của Argentinosaurus. Giống như tất cả các loài khủng long sauropod khác, bao gồm cả Argentinosaurus đều sinh sản bằng cách đẻ trứng. May mắn thay, các nhà khoa học và những người đam mê khủng long, hành vi sinh sản của những gã khổng lồ này, đặc biệt là hành vi làm tổ, tương đối nổi tiếng nhờ bãi làm tổ rộng lớn được phát hiện ở Patagonia, Argentina, nơi được cho là thuộc về loài Santa Sarini, có lẽ con cái đào hố trên mặt đất bằng hai chân, nơi chúng đẻ trứng sau đó chôn chúng với thảm thực vật và đất. Những quả trứng được đẻ thành từng ổ, bao gồm khoảng 25 quả trứng, chúng khá nhỏ, đường kính chỉ khoảng 11-12cm. Các nơi khác tiết lộ trứng và ổ của một loài sauropod đáng chú ý khác là Hypsilosaurus. Những phát hiện này đã làm sáng tỏ thêm về hành vi sinh sản và làm tổ của những sinh vật này. Chúng lớn hơn nhiều so với những quả trứng được phát hiện ở Argentina, dài khoảng 25cm và có thể tích là 5 lít. Mặc dù không tìm thấy nơi làm tổ của Argentinosaurus, nhưng những nhà khoa học cho rằng ít nhất một số chi tiết họ phát hiện được về các loài sauropod khác có thể áp dụng cho chi này. Một số nhà khoa học ước tính rằng những quả trứng có thể tích khoảng 1 lít. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc làm thế nào mà những con khủng long khổng lồ này lại nở ra từ những quả trứng nhỏ như vậy, phải không? Câu trả lời là những con sauropod mới nở nhỏ một cách bất thường. Những con non của Argentinosaurus không dài quá 1 mét và nặng hơn 5 kg. Hơn nữa, chúng được coi là có thể tự bảo vệ mình sau khi nở. Các nhà khoa học kết luận điều này dựa trên số lượng trứng và ổ đẻ, nói rằng bố mẹ không thể chăm sóc nhiều con non như vậy nên chúng phải có khả năng tự chăm sóc bản thân. Đó là lý do tại sao tỷ lệ tử vong có thể cao hơn 20-30 năm đầu tiên của chúng, cho đến khi chúng trưởng thành về mặt sinh dục. Mặc dù nở ra và có một kích thước khá nhỏ, nhưng Argentinosaurus và những con sauropod khác đã phát triển và lớn nhanh chóng và có lẽ đã trưởng thành về mặt giới tính trước khi đạt kích thước tối đa. Tiến hóa và lịch sử. Argentinosaurus là một phần của nhánh Titanosauria, bao gồm một số loại sauropod chiếm ưu thế nhất trong kỷ phấn trắng. Titanosaurus hiện được công nhận rộng rãi là có liên quan đến Eheglobodidae và Brachiosauridae. Tuy nhiên, khi Argentinosaurus được phát hiện và mô tả vào năm 1993, Titanosauria vẫn chưa tồn tại. Các loài này là một phần của họ Titanosauridae, trong khi Argentinosaurus được xếp vào họ Andesauridae. Sau đó, họ Titanosauridae và Andesauridae được hợp nhất thành một nhóm cao hơn gọi là Titanosauria, nơi Argentinosaurus hiện giữ một vị trí cơ bản. Xa hơn trong cây phân loại, Argentinosaurus được tìm thấy trong nhánh Clonchosauria, bao gồm các loài khủng long to lớn khác như Futaloncosaurus và Patagotitan. Nhánh này được xác định là bao gồm tổ tiên chung gần đây của Futaloncosaurus và Medusasaurus. Nếu chúng ta quay trở lại thời điểm phát hiện ra loài Argentinosaurus, chúng ta sẽ đến với năm 1987. Ở tỉnh New Queen, King Guillermo Heredia phát hiện ra một chiếc xương bê trong trang trại của mình. Sau đó, ông đã thông báo cho bảo tàng Carmen Funes về điều này và hoan nghênh các nhân viên của bảo tàng khai quật xương. Hai năm sau, các nhà cổ sinh vật học đã tổ chức một cuộc thám hiểm đến địa điểm này và tìm thấy một số bộ xương khác của cùng một sinh vật. Những hóa thạch này đã trở thành mẫu vật gốc của chi Argentinosaurus và loài duy nhất của nó, Argentinosaurus huenculensis. Tương tác với các loài khác. Hệ tầng huenculensis rất giàu các loài sauropod Titanosaurian. Vì vậy, Argentinosaurus có lẽ không phải là loài khổng lồ duy nhất bước đi qua Argentina vào thời tiền sử. Chuchosaurus và Chucarosaurus là một trong những loài khủng long có chung môi trường sống với Argentinosaurus. Mặc dù chúng có thể nhỏ hơn một chút so với loài khủng long Argentina nổi tiếng, các loài sauropod Rebechisaurus cũng khá phổ biến và bao gồm Limayasaurus và Catatesaura. Argentinosaurus có thể đã đối mặt với nhiều loài khủng long chân thú sống trong cùng khu vực. Chúng ta có thể kể đến một số cái tên như Mabusaurus, Taurovinader. Bất chấp kích thước khổng lồ của nó, Argentinosaurus vẫn là con mồi của loài khủng long ăn thịt đối khác. Nếu có bất kỳ điều gì, kích thước cơ thể to lớn của chúng càng khiến chúng dễ bị săn mồi hơn vì nó làm giảm khả năng di chuyển nhanh của chúng. Một loài khủng long chân thú được biết đến là đã săn các loài khủng long khổng lồ như Argentinosaurus là Mabusaurus. Nó là một loài khủng long ăn thịt lớn, dài từ 11-12,2m và nặng 5 tấn. Nó là loài khủng long săn mồi hung dữ, rất có thể đi săn cùng với các loài khủng long chân thú khác. Đó là lý do tại sao nó có thể ăn các loài sauropod khổng lồ.
Một con Mabusaurus đơn lẻ có lẽ không thể giết được con Argentinosaurus trừ khi nó bị thương hoặc hoàn cảnh có lợi cho kẻ săn mồi. Ý nghĩa văn hóa. Bên cạnh vai trò là điểm khởi đầu để mô tả các loài sauropod khác và là chủ đề chính cho nhiều nghiên cứu khoa học, Argentinosaurus còn là một loài khủng long khá phổ biến đối với nhiều người đam mê sinh vật thời tiền sử. Thân hình khổng lồ của nó chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Hiện nay, nó được miêu tả trong rất nhiều cuốn sách và phim tài liệu về khủng long. Argentinosaurus cũng đã xuất hiện trong phim Jurassic World The Game và Jurassic World Alive. Bạn có thể tìm xem nó trên các website khác mà tôi không biết. Nhưng các bạn cần nhớ là các mô tả trên phương tiện truyền thông đôi khi có thể là không chính xác. Vừa rồi, mình đã gửi đến các bạn video về Argentinosaurus, loài khủng long khổng lồ thứ hai trên thế giới nếu theo những thông tin mà mình tìm được. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.